Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua khung full carbon và đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé, thương hiệu Quick, và model của xe là G3. Đấy, thì xe này được trang bị full carbon từ khung này, bộ khung càng trước này, rồi đến cặp vành các bác nhé. Cặp vành đấy, được trang bị hết là full carbon, và trọng lượng của xe thì cũng rất là nhẹ, chỉ loanh quanh từ khoảng 89 cân thôi. Đấy, và bộ chuyển động của xe thì trang bị là Shimano Tiagra với 10 tầng níp và 2 tầng đĩa đạp, cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Đấy, full hết một set Tiagra các bác nhé, tay lắc rồi đến đùi đạp rồi bộ chuyển động. Đấy, máy bi vòng khối nổ đến từ thương hiệu Novatec. Máy ở trước sau các bác nhé. Đấy, full bi vòng khối nổ. Và với cái cặp vành carbon này thì sẽ được trang bị thêm lốp, lốp dạng lốp dán, dạng lốp không xăm các bác nhé. Thì vành này thì chỉ lắp được những loại lốp dán như thế này thôi, không lắp được lốp có xăm các bác nhé. Vẫn bơm hơi. Đấy là một cái dạng lốp dán, thì các bác chơi xe rồi thì chơi qua cái dòng lốp dán rồi thì cũng biết. Lốp này thì rất là bền. Đấy, và giá thành cũng từ khoảng 700 đến 1 triệu một cặp lốp. Đấy. Vành carbon là vành dạng vành béo các bác nhé. Nốt thì tâm thì là tâm đan dẹp. Đấy, phanh ba mảnh khung carbon đến từ thương hiệu Quick, một cái thương hiệu thuộc team, một cái team đua xe, một team đua xe đạp nổi tiếng thế giới đã xây dựng nên cái hãng này các bác nhé, hãng của Mỹ. Đùi trục rỗng, đùi Tiagra rất là đẹp. Và đó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp với bác từ khoảng 1m65 đến 1m75. Thì bộ chuyển động là Shimano Tiagra với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa đạp các bác nhé. Chuyển động rất ngọt. Chuyển động vô cùng mượt mà các bác nhé. Tiagra cái dòng phổ thông cận cao cấp của dòng Shimano mình sẽ đua. Thì chiếc xe thì đang được bán bên em mức giá là 19.800.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bỏ 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709993, hoặc là gì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.